giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Vợ chồng Trường Giang cùng nhiều nghệ sĩ bần thần bật khóc trong lễ tưởng niệm Minh Lộc. Vào chiều ngày 14 tháng 3, lễ tưởng niệm chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc diễn ra trang trọng ở chùa Vĩnh Nghiêm. Từ sáng đến chiều, người thân và đồng nghiệp có mặt đông đủ để tiễn biệt anh. Nhiều anh chị em nghệ sĩ đã dành thời gian đến thắp nén nhang cho người em quá cố. Vào khoảng 4 giờ chiều, vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương đã đến thắp hương và cầu nguyện cho Minh Lộc. Với Nhã Phương, anh là người có vị trí đặc biệt. Trong những ngày đầu mới vào nghề, cô được bàn tay tài hoa của đàn anh trang điểm. Trường Giang mắt đỏ hoe, nhìn về di ảnh của người em tài hoa. Nhã Phương cũng không kìm được nước mắt. Cô chia sẻ bản thân không thể tin nổi khi hay tin này. Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ, Minh Hằng, hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Cả hai đều gắn bó với Minh Lộc từ những ngày đầu làm nghề, nên sự ra đi của anh là nỗi mất mát khá nhiều đối với cả hai. Nhã Phương đến chia sẻ nỗi đau với gia đình. Trong đó, Trường Giang bần thần ngồi một góc. Và sáng nay, bà Liên, mẹ của Minh Lộc cũng lần đầu tiên nói về con trai và lý do gia đình không chia sẻ thông tin. Thời điểm Lộc mất, gia đình không muốn ồn ào, muốn con được ra đi thanh thản, nên Lộc mất chỉ có 4 người đưa tiễn. Lúc còn sống, con trang điểm, nhưng không phân biệt người nổi tiếng hay người bình thường. Lộc là chuyên gia trang điểm nổi tiếng và nhiều hoa hậu siêu mẫu lựa chọn. Tính Lộc thẳng thắn, không xe xua, xu nịnh ai. Những người hiểu Lộc thì yêu mến tính cách này của con. Hiện rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến an ủi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình của Minh Lộc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.